Đó, nó lú lâu rồi đó, chuối rồi đó. Ở chuối rồi đó sao? Rồi, lắm. Đó. Đó. Ơi, lấy nó kìa. Dữ dằn. Đây, chào buổi trưa tất cả mọi người ha. Nguyễn Thông TV đang có mặt ở cũng cái chỗ đối diện nhà mình cả nhà. Thì hôm nay anh em bà con mình là cái quán ốc Phúc ha. Hôm nay không có làm. Để chiều nay là mấy anh em mình cũng đi đám giỗ chung cả nhà, đám giỗ của bà Bảy ha. Thì xế hôm nay cái chủ quán ốc Phúc có nói thôi, hôm nay cái đìa gần kinh thấy cũng có cá quặn nhiều quá Thông ơi. Bây giờ hôm nay mình ra mình bơm mình bắt cá thử ha, có cá nhiều không ha. Cái khu miền Tây mình cả nhà, xung quanh là đồng lúa nè, bên nông ha, thì cũng có những cái mương, những cái ao nhỏ thì tự nhiên thì cá sẽ vô cả nhà. Thì cái mùa khô này là cá về ao cũng rất là nhiều ha. Để mình ra mình trải nghiệm coi là bên ai anh em mình bắt được bao nhiêu cá đồng rồi có nuôi cả nhà. Đây xa xa ra tới là có một cái ao ha, một cái ao lớn cũng đang nuôi cá cả nhà, mà cái ao này không có bơm ha, chỉ bắt cái mương nhỏ thôi, cái mương thì tự nhiên. Thì đất đây cũng xung quanh nè cũng bà con mình không cả nhà. Cái dải ruộng bên cái bên lúa vàng cũng là của đất của ông nội mình, còn bên đây là của bên ông Năm. Thì chiều nay là mấy anh em mình đón ngày giỗ của bà Bảy mình. Bác Sáu là với mấy anh em mình đang bơm nước cả nhà. Nước cũng cạn thì rồi, giờ mình mới biết kêu mình ra quay. Máy bơm mau à. Rồi, cái cá quặn nhiều nè. Rồi lấy cái nhà, cái cá quặn cũng nhiều ha. Ơi, vô hai con rồi hả? Con này nó bự với ta, ba con hả? Ba con rồi đó, bỏ đâu rồi? Trời ơi, đi con vẫn coi. Dạ. Ồ, mưa nhỏ cá to ha. Ôi, lú đuôi luôn hả? Ba con hả? Ôi, bỏ xô lú đuôi luôn kìa. Trời ơi. Ngon à, ngon à. Ba con cỡ rồi ha. Nhỏ nhỏ cũng nửa ký rồi, con có bự hơn hơn nửa ký à. Là ra trễ cái nhà, cũng không có kịp quay hai con trước ha, chỉ quay được cái con sau à. Giờ nào đầy bao nghỉ ha. Bao đó cả 40 kg à. Cái lắp chuối rồi. Ai gái anh lên trên á. Ừ ai quá vậy ơi, lắp bự hả? Đó ồ quá dữ. Sao cá bự vậy ta? Ồ có lý ha. Máy chém đứt hết nửa cái lắp cả nhà.
nửa con luôn. Mất mấy lông bây giờ. Mất cái đuôi này. Ừ, nửa con luôn nhé, ghê nè. Cá lóc đều ha. Để cỡ thôi mà, chụp tay. Đây ra cái ao này nhỏ mà có vỏ cả nhà, cá quá trời luôn ha. Đặc biệt nãy giờ cũng là 4-5 con cá lóc rồi, cá lóc đều đều, cá lóc tùm tay không à. Cái clip này nhìn thấy lời hơn cái clip đặt rồi ha. Đặt rồi cũng bơm chích cá cũng được cả gần cái chục con cá lóc rồi cả nhà. Mà cá lóc không bự ha. À, cả nhà, bây giờ thấy cá lóc đang nằm không? Đó, nó nằm ở dưới ngay gốc cây ru luôn ha. Hồi nãy mình ngang là cái nhánh cây rung rinh nhìn lại kỹ là thấy cá lóc đang nằm ở nhà. Đó, cũng cỡ rồi cầm tay. Một chút lại kêu mấy ông anh kia lại lại bắt ha. Lên cá tiếp luôn. Mình lo mình là đắng mình mê con cá nó chướng bờ ha. Ở đây, đây mấy ông anh bắt được con cá nữa cả nhà. Ờ, lên đây coi có lý cả nhà. Ờ, cá lóc nhảy nó sòng bơm luôn ha. Hai mấy con chạy lại luôn kìa. Đó, đó, lên đó. Khỏi, còn cá lóc luôn. Rồi, bắt cái hai bây giờ. Đó, lên, lên, lên. Lên luôn, trời ơi, cá lóc lên quá trời luôn. Lại bắt sáu bắt vô, bắt sáu trai á. Bắt sáu loại bắt vô. Chạy chổng hả? Vậy là lên trên rồi. Còn hất lên, hất lên, hất lên. Nó chà bá rồi hả? Con này ký rồi mà. Trời ơi. Ôi, con cả ký luôn á. Trời, phùng ra. Bỏ bao luôn chứ rồi. Bỏ bao đi, cột lại đi. Không có chết đâu. Lên 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 lên. Cái lóc này bự đều cả nha. Cả số cầm tay cho lên luôn ha. Nãy giờ là kiếm cũng cả khoảng là 5 kg rồi cả nhà. 5 kg rồi, 5 kg rồi. Yeah. Ráng kiếm 5 kg đi, 10 kg rồi rồi. Cá nuôi còn quá nhiều cả nhà. Cái này đa số mình bắt cá đồng không ha, cá lóc, cá rô. Còn mấy cá tra với cá phi, cá đưa hồng thì thả lại nuôi tiếp cả nhà. Cái ao lớn mình bển là nuôi cá ha.
bắt đầu cái cá tra quặn quá, cá đồng cá lóc á cả nhà, thì ông nổi nhảy qua đây. Còn cái lóc bự cả nhà. Đó. Quá trời cái lóc bự luôn. Bắt bắt bắt. Lấy dân gà. Nó cái phi bự á. Phi bự á. Một con lóc mất tiêu rồi ha. Con lóc cả bá luôn ha. Ừ. Cá đi. Cá này không bắt hết lại chết á, bùng không à. Rồi từ từ con nói thiệt mẹ, cả ngàn con dưới đây biết bắt con nào. Bắt gì hết? Bắt gì hết? Con lóc giờ nước gì? Nó chẳng thà không thấy thôi ha, mà thấy cái mà không bắt được nó tức lắm ha. Cái lóc giờ nó trộn chung này khó bắt dữ. Đâu dám mò mạnh, sợ cái tra. Nhẹ tay nhẹ tay nhẹ tay nha. Con đụng cái lóc á. Ủa cái đùi luôn á. Lụm lên mới được nè. Rồi tới đó rồi. Đó đó. Đó, đó là lú lâu rồi á, chuối rồi á. Đó chuối rồi đó sao? Rồi. Lụm. Đó. Đó. Ờ đây nữa kìa. Dữ dằn. Ờ con cá lóc là sáu là ngay sông bơm à. Dạ, tới đó rồi, tới sông rồi. Dạ. Lóc bự, lóc bự nghe, hất bò luôn hả? Ó. Bự không ha? Mấy con bắt bự con cái ký luôn mà. Một xíu à. Đâu đâu, cái gì vậy? Lóc hả? Phút cuối cá bự không ha? Lên. Lên. Mấy con bự bự cái ký không á. Rồi nãy giờ kiếm chục ký cá lóc rồi ha. Lời rồi, lời rồi. Rồi sao sao? Ôi cá bự. Cá lóc. Bắt sáu là ra kiếm cái lóc bự không à. Nè 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 nữa nè. Trời ơi. Con
Đó. 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 Lên cá bự luôn. Ôi ôi. Cá đi bự lắm chưa? Cá đi bự lắm hả? Dạ. Lấy 6-7 con như vậy rồi bác sáu. Vậy mà cha cản mưa cái điều này. Rồi cá cha. Cái lóc. Cái trê hả? Cái trê. Trê. Ôi bự. Coi chừng đâm cái ảnh á, từ từ lên. Tưởng cái cha. Ồ. Nãy giờ có bắt cá không chứ? Đó, quay lại bắt sáu rồi. Đi qua. Có rồi sao? Ờ. Hay quá. Giờ bắt hết nổi rồi cả nhà. Giờ rồi kiếm chục ký cá lóc rồi khỏe rồi. Giờ xả nước hả? Không có bắt cá lồng nữa, cá rô nó phi nữa ha. Không nữa. Đủ rồi. Bây giờ sau một thời gian bắt cá lồng đó nha, bây giờ sáu xả nước vô ha, để cứu những con cá nuôi, cá tra, cá phi ha. Rồi để mình coi lại cái thùng cá lóc là bao nhiêu ha. Mấy hàng xứ mà, cái thùng không có đã rồi đâu á. Quá trời, ôi ơi. Nó có xỉn nữa ta. Nó để xỉn, cái gì để xỉn. Kết mình có bự không không? Hai bốn sáu mười mấy con chứ bộ cũng cái cái đồng mùa quần cái chục ký à dạ. Mười mấy con cái lóc 18 con có lũng gì vậy mà đếm cho ta. Bảy con nó chưa, bảy. Con chưa biết. Chưa con nó 8 á. Ừ. 8 á. Mười mấy con. Mười mấy con cá lóc, 18 con cá lóc. Mười tám con rưỡi. Có con nữa, con kia bị chém. Rồi rồi bữa nay lời chén rồi, nay quán ốc Phúc nghỉ để bắt cá cả nhà, là biết cá nhiều là nghỉ luôn hả? Tiên đón được trước chiều nay còn chiều nay mình còn đi ăn đám mà.